Xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mission Thiện. Anh nhân Haseo, Mission Minita. Quay trở lại phần 76 ngày hôm nay đó quý vị, thì tôi có rất là nhiều cái chia sẻ đến tất cả mọi người. Em cảm ơn chị Chi. Cảm ơn chị Chi rất là nhiều. Chị Chi ở Phú Quốc quý vị, chỉ là một Việt kiều Mỹ đi về nghỉ hưu ở Việt Nam. Còn con của chị thì để hết những cơ ngơi để cho con chị là định cư ở bên Mỹ làm quý vị. Thì chị ấy rất là yêu thương tôi, tại vì chị ấy cũng coi qua cái kênh YouTube và quen biết tôi và thấy tôi ở trên kênh thôi quý vị, chứ không có biết tôi ở bên ngoài. Đó, thì qua những cái video mà tôi chia sẻ thì đã tạo cho chị ấy có một cái niềm vui, là tại vì cuộc sống của chị là cha mẹ của chị ở bên Việt Nam là mất hết rồi. Và sau đó chị sống với chồng với con ở bên Mỹ. Nhưng mà chồng của chị là rất là khỏe mạnh. Và có một ngày là chồng của chị là bị đột quỵ và qua đời. Thì những người mà chị yêu thương nhất là đã qua đời hết rồi. Chị rất là buồn, cho nên chị về Việt Nam chị sống. Thì quê của chị ở Phú Quốc quý vị. Đó, thì chị để lại hết những cái nhà hàng để lại cho con ở bên Mỹ, chị về. Thì cái cuộc sống của chị là hiện tại bây giờ là đi chùa nè, rồi ở nhà với lại các con cháu ngoại. Tại vì cháu ngoại của chị là sống ở Việt Nam, đứa con gái thì ở Việt Nam, còn thằng con trai thì ở bên Mỹ. Đó, thì chị xem qua cái kênh của tôi, cái tự nhiên chị cảm thấy tôi tạo một cái niềm vui cho chị. Chị xem cái kênh của tôi chị cảm thấy rất là vui. Tại vì ba mẹ của chị mất, rồi sau kế đó là không bao nhiêu lâu thì ông xã của chị mất. Chị cảm thấy chị bị suy sụp tinh thần và chị cảm thấy là cuộc đời nó không có còn gì ý nghĩa gì nữa. Thì chị coi được cái kênh của tôi, chị mới lấy được lại cái năng lượng vui vẻ. Từ chỗ đó chị coi kênh của tôi là một cái món ăn tinh thần dành cho chị. Chị rất là quý mến tôi và chị đã cũng gửi quà cho tôi rất là nhiều quý vị. Đó, thì ngày hôm nay gần Tết, cái chị gửi cho tôi là 5 cái đòn bánh tét. À đây nè quý vị, 5 cái đòn bánh tét. Ông xã tôi mới vừa cắt ra cho tôi nè. Đó, tôi ăn 5 đòn bánh tét với lại củ kiệu. Cái này là củ cải muối ăn với là bánh tét quý vị. Hai hũ củ kiệu với lại một cái hũ sa tế ớt, rồi hai cái hộp bánh ống. Thì cứ lâu lâu là chỉ gửi cho nó, em thích ăn cái gì gửi vô, mà tôi nói không, để khi nào tôi có thời gian tôi đi ra ngoài Phú Quốc tôi chơi với chị thì chị mời tôi ăn cũng được, nhưng mà chị không chịu quý vị. Cho nên là sáng ngày hôm nay là tôi đã nhận được cái thùng quà của chị gửi vô rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chị nói là không hiểu lý do tại sao mà chị rất là yêu thương tôi. Và chị thương tôi dữ lắm quý vị. Và mỗi lần mà coi cái kênh của tôi là chị cảm thấy có cái động lực và có niềm vui. Đó, thì qua đây nó có rất là nhiều vị khán giả nữa, chứ không phải riêng một mình chị Chi ở Phú Quốc đâu quý vị. Thì đều coi cái kênh của tôi để làm cho họ một cái năng lượng, giống như là cái kênh của tôi nó là một cái niềm vui dành cho họ vậy đó quý vị. Tôi cảm thấy rất là vui vì điều đó. Mặc dù là tôi không có thời gian và tôi cũng không có lên cái clip nhiều, nhưng mà dù sao mỗi clip của tôi nó cũng đều là truyền cái năng lượng tích cực đến cho tất cả anh chị em, là có những cái nỗi buồn và có những cái căn bệnh trong người đó, thì truyền cho họ những cái năng lượng tích cực để tạo cái niềm vui cho họ đó quý vị. Thì một lần nữa em cảm ơn chị nhiều lắm nha. Bánh tét em ăn rồi, ngon dữ lắm đó chị Chi ơi. Và cái vấn đề quan trọng nhất đầu tiên thì tôi xin chia sẻ và cũng xin cầu cứu đến tất cả mọi người, hãy chung tay giúp đỡ cái trường hợp này nha quý vị. Và sau đó thì tôi sẽ chia sẻ có nhiều cái trường hợp mà làm thẩm mỹ bị qua đời nè. Rồi có nhiều cái vấn đề mà bị lợi dụng mà lừa đảo để sang nước ngoài để đi lao động đó quý vị. Thì có những cái trường hợp đó và chính những người nạn nhân đó đã chia sẻ đến tôi. Thì bây giờ cái việc đầu tiên thì tôi xin chia sẻ đến cái câu chuyện của một cái em trai này. Và hiện tại đang nằm ở khoa bệnh viện Chợ Rẫy, cái khoa mà hồi sức cấp cứu nha quý vị. Thì tối ngày hôm đó tôi có nhận được cái cầu cứu của cái em này. Thì em này viết như thế này đây quý vị. Dạ, em kể về tình trạng của anh của em nha chị. Dạ, anh thôi vợ có một người con trai 4 tuổi. Con ở với mẹ, còn anh sống một mình lo cho mẹ già. Cũng bệnh tật đủ thứ á chị. Hôm cuối tháng vừa rồi, anh có lái xe cứu thương cho một bệnh viện tỉnh Tiền Giang. Nhưng không may gặp tai nạn đó chị. Giờ đang ở bệnh viện Chợ Rẫy, nằm một ngày, có bảo hiểm rồi mà vẫn đóng là 7 triệu á chị. Chưa có tính tiền thuốc men gì, kể cả nằm bệnh viện Chợ Rẫy được gần một tuần rồi, mà tiền thuốc men với tiền giường là đã gần lên tới 100 triệu đồng. Gia đình anh em cũng khó khăn, chạy xe làm tài xế mướn, không may bị tai nạn. Như vậy bác sĩ nói anh bị đa chấn thương rồi chị. Giờ em nhờ chị
có tiếng nói xin mọi người mở lòng từ bi, cứu giúp cho anh qua cơn nguy kịch. Do nhà nghèo làm thuê sống, giờ bị tai nạn như vậy, không có tiền của để chữa bệnh. Nhờ chị lên tiếng nói giúp cho hoàn cảnh anh của em. Anh làm tài xế chạy xe thuê. Anh làm tài xế chạy xe ở bệnh viện tỉnh Tiền Giang. Thì hiện em trai này nằm trong phòng hồi sức đây quý vị. Tất cả đều là thở máy hết nha quý vị. Rồi gia đình có gửi cho tôi một cái đơn xin cứu xét ở địa phương. Thì tôi cũng xin đọc cái đơn xin cứu xét này để cho tất cả mọi người cùng rõ cái hoàn cảnh của em trai này nha quý vị. Thì cái đơn xin cứu xét gửi Ủy ban Nhân dân thị trấn Chợ Gạo. Tôi tên là Nguyễn Thị Hà, sinh năm 55, ngụ tại Chợ Gạo, Tiền Giang. Nay tôi làm đơn này xin Ủy ban Nhân dân xem xét cho hoàn cảnh gia đình tôi. Vào lúc 9 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2024, con tôi là Trịnh Đình Phú, tài xế chạy xe cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Gạo, sinh năm 84, trên đường chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Gạo lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì xe bất ngờ bị nổ vỏ, đâm vào xe bồn chứa nước khúc Nghĩa Trang tỉnh. Con tôi được người dân đưa vào bệnh viện tỉnh trong tình trạng rất nặng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuyển con tôi lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn đoán là bị dập phổi, gan, gãy đa chấn thương, xương hàm, tay trái, xương hàm, tay phải, sốc đa chấn thương, đầu chấn thương nặng. Hiện con tôi đang phải điều trị tại phòng hồi sức tích cực với cái mức chi phí một ngày là 7 triệu đồng, có bảo hiểm. Gia đình tôi không đủ tiền để cho con tôi điều trị vì con tôi làm tài xế lái xe. Gia đình đơn chiếc không có vợ, con tôi phải chạy xe để nuôi mẹ già. Nay tôi làm đơn này xin Ủy ban Nhân dân thị trấn xem xét cho hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi. Để xin Bệnh viện Chợ Rẫy có thể suy xét cho hoàn cảnh gia đình tôi mà giảm bớt phần nào chi phí cho con của tôi. Rất mong Ủy ban Nhân dân thị trấn xem xét giùm, chân thành cảm ơn. Thì cái đơn này là xin xem xét ở Chợ Gạo là ngày 4 tháng 1 năm 2024 quý vị. Và ở đằng sau này là có xác nhận của địa phương và có xác nhận của chủ tịch địa phương luôn quý vị. Qua cái hoàn cảnh này thì khi mà gia đình của em ấy cầu cứu đến tôi thì tôi cũng xin thay mặt gia đình của em ấy và xin đến tất cả những tấm lòng, những mạnh thường quân mà có cái tấm lòng mà lá lành đùm lá rách đó quý vị. Thì mỗi người có thể là xớt một ngày công để mà giúp đỡ cho gia đình của em Thịnh này nha quý vị. Thì đây là tôi sẽ cho mọi người cái số điện thoại của gia đình của em Thịnh này luôn và số tài khoản của gia đình em Thịnh. Thì mọi người có thể điện thoại trực tiếp để xác nhận và tình trạng của em Thịnh hiện tại bây giờ ở Bệnh viện Chợ Rẫy như thế nào. Và sau đó thì mình có tấm lòng có bao nhiêu thì mình hỗ trợ được bao nhiêu. 50.000, 100.000, 200.000, 1 triệu đồng. Đó cũng là tấm lòng để mình chia sẻ giúp đỡ cái hoàn cảnh của em Thịnh hiện tại bây giờ đang rất là nguy kịch ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Và gia đình đã không có cách nào cho nên mới cầu cứu đến tôi. Đó, thì bây giờ tôi cùng tất cả mọi người hãy chia sẻ và giúp đỡ cho gia đình của em ấy được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu nha quý vị. Thì tôi xin chia sẻ cái số tài khoản ngân hàng của gia đình của em ấy là ngân hàng Kiên Long. Số tài khoản là 361-47143. Trịnh Đình Nghĩa. Trịnh Đình Nghĩa là em trai ruột của cái em mà đang nằm Bệnh viện Chợ Rẫy nha quý vị. Và số điện thoại của em trai là 0939-513-918. Là gặp em Nghĩa là em trai ruột của cái em Thịnh mà đang nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Thì qua đây tôi xin cảm ơn trước những cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân. Nếu như có xem được cái video clip này thì xin mọi người hãy chung tay lá lành đùm lá rách. Mình giúp được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu nha quý vị. 20.000, 50.000 hay là 100.000, bao nhiêu cũng được. Và hiện tại bây giờ là gia đình của em ấy rất cần cái sự chung tay của mình quý vị ạ. Gia đình của em ấy rất là cần những cái tấm lòng chung tay lá lành đùm lá rách cho gia đình của em ấy ngay trong lúc thời điểm này quý vị ạ. Bao nhiêu cũng được, 20, 50, bao nhiêu cũng được. Miễn là mình có tấm lòng để mà mình chia sẻ là được. Một lần nữa thì Mission xin thay mặt gia đình của em ấy cảm ơn tất cả những tấm lòng của quý vị rất là nhiều. Trường hợp thứ hai quý vị, tôi xin chia sẻ đến tất cả mọi người cái vấn đề về hôn nhân gia đình. Trường hợp thứ hai là của em này. Trước đó em ấy cũng đã có nhờ tôi tư vấn trong cái vấn đề này rồi. Thì ngày hôm nay em ấy thông báo lại với tôi hỏi cái trường hợp này như thế này đây quý vị. Chị Mission ơi, hôm trước em có nhờ chị tư vấn về chuyện gia đình của em. Thứ tư tuần tới này em ra tòa ly hôn, mà lần này chồng của em không kiện lấy nhà lại mà nói đó là tài sản chung, kêu em phải bán và chia hai.
tính theo lực thì ngôi nhà này em có phải chia cho chồng của em không? Tại vì hiện giờ chồng của em đang thiếu nợ nhiều lắm. Em sợ bán rồi chồng em không có nhà để ở. Chị biết chị tư vấn cho em hiểu với. Tại vì lần này ra tòa chồng em có nhờ luật sư bào chữa, còn em thì chỉ có một mình, sợ ra đó nói không lại người ta. Thì trong cái trường hợp này đó quý vị, thì cái em này hồi trước tôi có chia sẻ về cái vấn đề là cái căn nhà đó là nhà của cha mẹ của cái người chồng cho em ấy. Rồi xong rồi cái người chồng mới làm một cái hợp đồng tặng cho lại cái cô vợ đó. Thì sau này là vợ chồng hụt hặc với nhau, bắt đầu anh chồng mới đòi cái căn nhà này lại. Thì theo cái quy định của pháp luật á, thì nếu như mà cái căn nhà này mà tài sản á, là anh chồng đã ký tặng cho cô vợ rồi, thì đó là tài sản của cô vợ, thì anh chồng không có được quyền đòi lại. Nhưng trong cái trường hợp này khi mà em hỏi thì theo như tôi nha quý vị, và lần trước á, là chồng của em ấy là kiện ra tòa là đòi cái căn nhà đó lại. Nhưng mà sau thời gian thì anh chồng lại suy nghĩ là bây giờ là không đòi cái căn nhà đó lại nữa, mà là yêu cầu chia đôi. Ý nói là tài sản đó là tài sản chung của vợ chồng, yêu cầu chia đôi. Đó, thì em ấy hỏi là có chia hay không. Thì trên cái vấn đề này á, là nếu như mà nói về tình trước đi, tại vì á, cái căn nhà này vốn dĩ nó không phải là của em, mà cái căn nhà này nó là của chồng em, mà của cha mẹ của chồng em để lại. Thì bây giờ á, là theo như ý của chị nha, theo như ý của chị thôi chứ chị không có nói về luật, theo như ý của chị thì cái căn nhà này chồng em yêu cầu là nên chia đôi, thì theo chị thì em nên chia đôi. Tại vì vốn dĩ tài sản đó nó không phải của mình, đang lúc yêu thương á, thì ông chồng ổng đã làm một cái hợp đồng tặng cho qua cho em đứng tên rồi, thì đó là thuộc quyền sở hữu của em. Nhưng mà về cái mặt tình á, thì em nên chia đôi cho chồng em. Tại vì em nói nếu như mà bán chia ra thì chồng em sẽ không có nhà để ở. Hiện tại bây giờ đã chồng em là ly hôn rồi, đâu có còn yêu thương em nữa đâu. Mà ở đó là em lo là chồng em là không có nhà để ở, đúng không quý vị? Cho nên em lo như vậy thì nó cũng không hợp lý. Tại vì nếu như mà vợ chồng em có quay trở lại sống với nhau mà chồng em thiếu nợ đầy như vậy thì bắt buộc hai vợ chồng cũng phải bán nhà để trả nợ cho người ta. Cho nên theo chị á, thì theo chị về tình thì em nên chấp nhận để mà chia đôi cái căn nhà đó ra, để bán căn nhà đó để đưa một nửa cho chồng em trả nợ. Còn nếu như mà em nói để mà dành hết cái căn nhà đó thì theo chị thì về tình nó sẽ rất là tàn nhẫn. Tại vì cái tài sản đó nó không, vốn dĩ nó không phải là của em. Thôi thì bây giờ mình cứ xử cho nó hợp tình hợp lý đi em, nhường đi. Tức là mình chấp nhận chia đôi cái căn nhà đó ra. Còn nếu như mà bây giờ em thẳng ra, bây giờ là em không chấp nhận chia, em nói là cái căn nhà đó là đã cho em rồi, thuộc quyền sở hữu của em, thì nó sẽ kéo dài tranh chấp rất là lâu. Và cái căn nhà đó của em ở nó cũng không có yên ổn. Tòa người ta xử về luật nhưng mà người ta cũng xử về tình nữa. Tại vì theo về tình á, là cái căn nhà này là chồng em cho em. Cho nên là tốt nhất là chị khuyên em không nên kéo dài cái vấn đề này, mà hãy chấp nhận cái vấn đề là chia đôi cái căn nhà đó ra để cho chồng em một nửa. Dù sao thì cái căn nhà đó cũng của chồng em. Nếu như mà mình dành hết thì theo tình nó không có hợp lý và nó kỳ lắm em. Nếu như em hỏi ý kiến của chị thì ý kiến của chị nó là như vậy. Còn nếu như em không đồng ý để mà chia cho chồng em một nửa cái căn nhà đó thì đó là quyền của em. Nhưng mà tranh chấp này nó sẽ là kéo dài, nó rất là mệt mỏi. Em hãy suy nghĩ lại, tại vì vốn dĩ tài sản này nó cũng là của chồng em mà. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ một cái bài báo này mà liên quan tới cái vấn đề mà làm đẹp mà để ảnh hưởng đến cái tính mạng của mình nha quý vị. Vì hiện tại bây giờ là có rất là nhiều phụ nữ, đàn ông luôn quý vị, là làm thẩm mỹ rất là nhiều. Rất là nhiều luôn, hầu như là nó trở thành một cái xu hướng luôn đó quý vị. Cho nên rằng là sau khi tôi chia sẻ cái bài báo này thì tất cả mọi người nên suy nghĩ cho thật kỹ là mình có cần thiết để mà làm đẹp. Tại vì những người làm đẹp là sao? Trong cái khoa thẩm mỹ của các bệnh viện á, là những người làm đẹp là tại vì họ bị khuyết tật, họ bị khiếm khuyết một cái gì đó, hoặc là ví dụ như môi của họ bị hở hàm ếch thì họ có thể thẩm mỹ lại, hoặc là mũi của họ bị méo hay là cái gì đó, họ bị bệnh lý gì đó thì mình mới sửa lại. Còn nếu như mà nó không có quá xấu thì tốt nhất mình đừng có làm đẹp để nó nguy hiểm đến tính mạng quý vị. Và trước đó thì tôi cũng đã có chia sẻ hết một lần là em của dì thứ tư, tức là em bà con của tôi, chị em bạn dì đó quý vị, thì cũng đi làm đẹp về cái thẩm mỹ, cái mũi mà bị sốc phản vệ, tử vong luôn quý vị. Và em ấy mất nay hơn một năm rồi. Thì lúc đó tôi có chia sẻ thì có rất là nhiều người vào xem nói rằng là tại sao không có nói tên cái bệnh viện ra. Tại vì như thế này, vì người ta đã bồi thường
Rồi vì là gia đình đã hứa là sẽ không kiện họ, để không nói tên bệnh viện của họ, thì tôi chỉ chia sẻ lên để cho mọi người cảnh giác, để khi mà mình muốn làm đẹp là tới những cái thẩm mỹ viện nào họ nói là họ không thể làm cái đó cho mình. Đừng có mọi giá mà đi tìm những cái thẩm mỹ khác để mà mình làm cho bằng được nha quý vị. Tại vì trong trường hợp á, là em họ của tôi á, là đi cái bệnh viện thẩm mỹ ở chỗ này thì họ từ chối, họ nói là không có làm được, rất là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà em họ của tôi đó đi tìm cái thẩm mỹ khác và cái thẩm mỹ khác đã chấp nhận làm cho em ấy, và sau đó kết quả là em ấy đã qua đời. Đó, thì không thể nào nói cái tên được, tại vì người ta đã khắc phục và người ta đã năn nỉ, người ta đã bồi thường, rồi gia đình đã hứa là không nói, thì làm sao mà tự nhiên mình đưa cái tên của thẩm mỹ viện người ta lên nói vậy, người ta kiện mình sao quý vị? Cho nên là quý vị phải hiểu được cái vấn đề đó. Có nhiều người vô nói tôi là tại sao chia sẻ mà lại không nói cái tên của thẩm mỹ viện ra. Đó, thì nó có những cái trường hợp, ví dụ như có những gia đình họ không chịu cái số tiền bồi thường đó, thì họ kiện ra tòa, rồi là họ đưa lên báo, thì bắt đầu là ở trên báo đăng thì mình mới biết là cái bệnh viện đó. Còn trong trường hợp của em họ của tôi á, là nhà gia đình của dì tôi á, là không có kiện, tức là chấp nhận cái số tiền bồi thường đó quý vị. Thì trong trường hợp này mới đây cái chat luôn quý vị, thì cái trường hợp của một cái người cũng đi làm thẩm mỹ mà làm quá trời quá đất luôn quý vị, làm một lần quá trời quá đất luôn, biểu làm sao mà nó không nguy hiểm được. Thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người là trong cái trường hợp này, cái người này bị qua đời bởi do thẩm mỹ là vì làm cái gì và vì lý do vì sao nha quý vị. Thì tôi sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người cái báo Thanh Niên có đăng vào ngày 11 tháng 1 năm 2024 và đăng vào lúc là 10 giờ 39 phút của phóng viên Di Tính nha quý vị. Đó, thì có đăng cái nội dung như thế này: vụ cô gái hôn mê sau nâng ngực, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nói gì? Sau hơn một ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, cô gái này bị tai biến xuất huyết não sau phẫu thuật thẩm mỹ, trong tình trạng rất nặng. Gia đình đã xin xuất viện về. Sáng ngày 11 tháng 1, nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên cho biết nữ bệnh nhân NTH 26 tuổi, ngụ tại Quảng Nam, bị tai biến sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, đã xin xuất viện bệnh viện Chợ Rẫy về vào đêm ngày 10 tháng 1, tình trạng quá nặng. Trước đó, 13 giờ ngày 9 tháng 1, bệnh nhân này đến bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, quận 10 phẫu thuật thẩm mỹ. Đến 16 giờ cùng ngày thì người bệnh nhân này được tin báo là bị hôn mê sau khi phẫu thuật do xuất huyết não. Bệnh viện Đa khoa Sư Vạn Hạnh chuyển bệnh nhân đến bệnh viện Chợ Rẫy với chẩn đoán xuất huyết não sau phẫu thuật, hạ gò má cao, gọt góc hàm, đặt túi độn ngực và nhổ cái răng khôn. Quá trời quá đất luôn quý vị. Trời đất ơi, làm gì mà quá trời quá đất luôn. Nào là nâng ngực nè, nào là hạ cái gò má này xuống nè, rồi gọt càm nè, rồi nhổ cái răng khôn nữa, làm một lần quá trời quá đất luôn quý vị. Biểu làm sao? Đọc tiếp nè. Lúc vào cấp cứu, bệnh nhân đi phẫu thuật thẩm mỹ trong tình trạng mê sâu, bóp bóng giúp thở qua nội khí quản, đồng tử hai bên giãn 5,mm, mất phản xạ ánh sáng, dùng má thì sưng, hai ngực đặt túi ngực theo đường mẫu quần vú. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị máu tụ dưới màng cứng và trong não thái dương phải, phù não lan tỏa. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được nhập vào khoa nội thần kinh theo dõi. Ngày 10 tháng 1, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh làm việc liên quan đến việc tai biến này. Sở Y tế yêu cầu bệnh viện lập hội đồng chuyên môn và báo cáo rõ sự việc. Sáng ngày 11 tháng 1, trả lời phóng viên báo Thanh Niên, bác sĩ LTH là người trực tiếp phẫu thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân đó cho biết ca phẫu thuật đặt túi ngực, hạ gò má, gọt hàm cho bệnh nhân đã xong sau 2 tiếng rưỡi đồng hồ thực hiện. Bệnh nhân được đưa ra hồi sức cũng đã rút ống nội khí quản, nhưng 2 giờ sau bệnh nhân mê trở lại, bác sĩ gây mê hồi sức tiến hành đặt nội khí quản. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não. Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh cũng đã họp hội đồng chuyên môn tìm ra nguyên nhân. Ban đầu bác sĩ ngoại thần kinh chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não do di dạng mạch máu não. Trước đó vào tháng 4, tháng 5 năm 2017, báo Thanh Niên cũng đã từng đưa tin nữ bệnh nhân
SBT, 22 tuổi, ngụ Cà Mau, đang mang thai 16-17 tuần tuổi, cũng đến bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, nhưng bệnh nhân đó cũng bị tai biến và tử vong sau 10 ngày. Người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho cô gái đó cũng là bác sĩ LTH. Tháng 8 năm 2017, Hội đồng xét xử chuyên môn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân T do đợt bùng phát cấp tính của bệnh lupus ban đỏ hệ thống tiềm ẩn trên bệnh nhân có thai 17 tuần, không đáp ứng được điều trị. Khi mà xem qua cái này thì cái bệnh nhân hiện tại bây giờ là làm quá nhiều, cũng bị là xuất huyết não quý vị, bị tai biến xuất huyết não và tử vong. Là cái người bệnh nhân đó là hạ cái gò má, gọt càm, rồi nâng túi ngực, rồi nhổ cái răng khôn, làm một lần luôn, bị tai biến xuất huyết não dẫn đến tử vong. Rồi cái trường hợp mà năm 2017 là trước đó đó quý vị, thì cũng có một bệnh nhân 22 tuổi mà đã có thai 16-17 tuần tuổi rồi mà lại đi đặt túi ngực. Không hiểu sao lại là cái bệnh viện đó, cái người bác sĩ đó lại là chịu làm thẩm mỹ cho cái người mà đang mang thai ta. Mang thai 16-17 tuần tuổi rồi thì làm sao mà gây mê hồi sức được quý vị. Tại vì khi mà đặt túi ngực là phải gây mê hồi sức là một. Cái thứ hai nữa là cái người bệnh nhân mà ở Cà Mau 22 tuổi này nè quý vị, thì vừa mang thai mà lại vừa có cái bệnh lupus ban đỏ hệ thống tiềm ẩn, tức là bệnh lupus ban đỏ giống tôi đó quý vị, mà lại là đi đặt túi ngực thì quá là nguy hiểm. Hai cái người mà phẫu thuật thẩm mỹ này đó quý vị thì cũng do cùng một bác sĩ là LTH phẫu thuật quý vị. Hai cái bệnh nhân này đều bị tai biến xuất huyết não dẫn đến tử vong, quá nguy hiểm đúng không quý vị? Cho nên là hiện tại bây giờ là tất cả những người mà làm thẩm mỹ đó quý vị, là họ không có quan tâm cái vấn đề là sức khỏe và tính mạng. Cứ nghĩ là cứ làm đẹp đi cái đã, và không có quan tâm cái vấn đề là cái người bác sĩ đó họ có đủ chuyên môn để họ phẫu thuật cho mình hay không. Cái vấn đề thứ hai nữa là mình có đáp ứng được cái sức khỏe để mà mình làm cái cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đó hay không. Tại vì có những cái gọt càm nè, rồi nâng hạ gò má nè, rồi nâng ngực đồ này kia đó quý vị, thì bắt buộc phải là gây mê hồi sức. Và khi mà gây mê nó rất là nguy hiểm, nhất là những người mà bị sốc phản vệ nè, có những người bị sốc thuốc nè, bị dị ứng thuốc nè, thì khi mà gây mê nó dễ bị sốc phản vệ lắm quý vị, nó rất là nguy hiểm. Cho nên là trong cái trường hợp mà thật sự tôi cũng là người là đã làm qua thẩm mỹ, tại vì trước đây á, là cái mũi của tôi đó quý vị, thì cái mũi của tôi là cái mũi lân nó không có thấp, nhưng mà mũi lân thường á, là những người mà họ xem tướng á, là những người mũi lân rất là giàu quý vị. Nhưng mà hồi cái lúc thời điểm đó thì tôi với lại ông xã tôi ly hôn đó quý vị, thì lúc đó tôi buồn quá, tôi muốn thay đổi một cái gì đó, chứ không phải là trên gương mặt của tôi xấu mà tôi đi làm thẩm mỹ nha quý vị. Tôi muốn thay đổi một cái gì đó cho trong cái cuộc đời của tôi á. Đó thì tôi mới đi làm thẩm mỹ cái mũi của tôi. Thì cái lúc mà thời điểm đó là tôi làm cái mũi của tôi cũng là gây mê quý vị, tại vì tôi sợ đau lắm. Còn làm những cái khác, ví dụ như thẩm mỹ ngực, trước đó khi mà tôi thẩm mỹ ngực á, thì khi mà đến tư vấn thì không có một cái thẩm mỹ nào, tôi không biết là ở bên Việt Nam mình mà những cái thẩm mỹ khác như thế nào nha quý vị. Chứ thường đa số tôi biết á, là thẩm mỹ của Hàn Quốc nè, rồi thẩm mỹ ở bên Mỹ nè quý vị. Thì khi mà mình đến ngay cái chỗ thẩm mỹ đó thì bác sĩ đều nói là cái túi ngực nó có hạn sử dụng và đến thời gian bao nhiêu năm phải thay. Nhưng mà ở thẩm mỹ Việt Nam khi mà tôi đến tôi tư vấn cái chỗ đó đó quý vị, thì đa số nha quý vị, không có cái thẩm mỹ nào nói là cái túi này có hạn sử dụng và phải thay, bao nhiêu năm phải thay một lần. Đa số đều thường nói là bảo hành trọn đời. Nhưng có cái là cái túi ngực của mình đó quý vị, một cái vật mà khi người ta sản xuất ra thì dĩ nhiên nó phải có cái hạn sử dụng của nó. Và sau khi mình đã đặt cái túi ngực vô rồi, bắt đầu mình phải theo nó, là lúc đó mình mới biết được là cái túi ngực nó hạn sử dụng, nó chỉ có 10 năm. Tại vì nhà sản xuất họ sản xuất ra cái túi ngực để mà đặt vô đó quý vị, thì nó chỉ có 10 năm hạn sử dụng mà thôi. Thì sau khi tới cái 10 năm đó, tự động cái túi ngực đó nó tự nhiên nó sẽ bị cứng nè, tự nhiên nó sẽ bị chảy ra. Vì cái túi đầu tiên khi mà đặt vô cho mình, cái túi mới đó quý vị, thì nó sẽ là một cái silicone dạng cứng. Và khi mình chẻ nó làm tư, làm năm, làm sáu đi chăng nữa, nó cũng thành một cái cục giống y như là cái cục cao su vậy đó, nó không có chảy ra. Nhưng mà đúng 10 năm hoặc là qua 12 năm đó quý vị, thì cái nào loại tốt á, thì trong cơ thể mình mà nó hòa nhập tốt có thể là 12, 13 năm.
thì nó bắt đầu hết hạn sử dụng, nó sẽ bị sơ cứng, nó cứng như đá vậy đó, mình không có bóp nó được. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là có thể là nó chảy ra, nó sẽ chảy ra cái thành nước, nó không còn cái độ cứng của nó nữa mà nó chảy ra thành nước. Cho nên là đặt túi ngực á, là đúng thời hạn của nó hết hạn sử dụng mình phải thay, từ 10 năm cho đến 12 năm phải thay một lần. Nhưng mà tôi đặt túi ngực đó quý vị, thì hầu như chưa đến 10 năm, nó mới có 9 năm thôi là tôi đã thay rồi, nó đã cứng trong cái cơ thể của mình đó quý vị. Thì hồi cái lúc mà tôi làm, lúc đó là tôi làm túi ngực, là quý vị biết tôi làm trong thời điểm nào không? Hồi cái lúc mà chồng tôi á, tôi mới có 20 mấy tuổi, cái chồng tôi ổng có bồ nhí. Ổng có bồ nhí cái là mình thì cái mặt mình cái gì cũng đẹp hết, tất cả cái gì của mình cũng đẹp hết. Chỉ có một cái là khi mà đẻ con xong, phụ nữ đẻ con xong á, thì cái vòng một nó không còn đẹp nữa. Mình nghĩ chắc có lẽ chồng mình không thích mình, chê mình ở điểm đó, mình thua những người phụ nữ kia điểm đó hay sao đó. Bắt đầu mới là để dành tiền để đi làm cái ngực quý vị. Đó thì hồi cái lúc mà tôi đi làm cái ngực là lý do là vì là chồng tôi có bồ nhí. Đó. Cái đi làm xong xuôi thì cái lúc mà vô, mình nghĩ là ráng để dành tiền để mình làm cái ngực là làm nó trọn đời thôi, đâu có sửa nữa, mình nghĩ vậy. Chứ nếu như mà vô mà bác sĩ tư vấn nói là đúng 10 năm hoặc có hạn sử dụng là hết hạn sử dụng phải thay, thì ông nội ai mà dám đi làm thẩm mỹ quý vị, tại vì nó rất là tốn tiền. Làm một cái túi ngực hồi cái lúc thời điểm mà cách năm 2007 đó quý vị, tôi làm lúc năm 2007 á, thì cái lúc thời điểm đó là một cái túi ngực tôi đặt là 3.500 đô. 3.500 đô, vị chi là lúc thời điểm đó là tổng cộng tiền nằm bệnh viện, tiền này tiền kia không là hết gần 70 triệu mà năm 2007 đó quý vị. Đó, thì mình ráng mình để dành, mình nghĩ là làm lần thôi. Ai ngờ là tới 9 năm là đã thay cái khác rồi. Cho nên tôi khuyên tất cả các chị em phụ nữ, nếu như mà muốn đặt cái túi ngực nên suy nghĩ cho kỹ. Tại vì á, 10 năm mình phải thay một lần, mà mỗi lần thay á, là phải gây mê hồi sức. Mà một lần thay lần đầu á, thì nó rất là đẹp, và lần đầu á, nó rẻ tiền. Bắt đầu tới lần thứ hai mình thay là nó gọi là sửa chữa rồi, mà không có cái gì sửa chữa mà nó lại rẻ tiền hết. Ví dụ như là cái xe cũng vậy, quý vị sửa chữa thì nó phải mắc tiền hơn. Thì khi mà mình vừa thay mới mà vừa sửa nó lại nữa thì nó sẽ tốn tiền hơn gấp rưỡi. Đó, tới vấn đề thứ ba nữa nó sẽ tốn tiền nhiều hơn. Nhưng mà bắt đầu lần thứ hai, lần thứ ba rồi thì khi đặt vô rồi cái túi ngực mình nó không có còn đẹp giống y như hồi lúc ban đầu nữa. Nó sẽ bị mớp méo, nó không còn tự nhiên nữa. Nhưng mà bắt buộc những người mà họ đã đặt rồi thì họ phải thay chứ, nếu như mà gỡ ra thì nó sẹp lép thì làm sao, đúng không quý vị? Cho nên trong cái trường hợp nếu như mà ai không quá nhỏ thì làm ơn làm phước, đừng có đi làm phẫu thuật thẩm mỹ giùm một cái. Tại vì á, nó vừa nguy hiểm, nó vừa tốn tiền, mà những lần sau nó lại không đẹp mà lại nguy hiểm đến tính mạng của mình nữa quý vị. Thì tôi á, là tôi thay hai lần. Tôi thay lần thứ hai, bắt đầu tới lần thứ hai là tôi đã phát ra cái bệnh này rồi quý vị. Tôi thay túi ngực lần thứ hai là bắt đầu một năm sau là bắt đầu tôi phát hiện ra cái bệnh lupus ban đỏ của tôi. Mà cái bệnh lupus ban đỏ thì nó không thể nào mà đụng dao kéo vô được, giống y như một cái bệnh nhân hồi nãy mà 22 tuổi mà có bầu 16, 17 từng tuổi đó quý vị. Thì nó có bệnh lupus ban đỏ tiềm ẩn, tức là cái người đó họ không biết họ có bệnh lupus ban đỏ, họ chưa có phát hiện ra. Nhưng sau khi mất rồi thì bên y khoa họ mới tìm hiểu cái nguyên nhân đó quý vị, thì mới biết trong cơ thể của cái vị đó, cái người bệnh nhân đó là có thai 16, 17 từng tuổi là một, hai nữa là bị bệnh lupus ban đỏ giống y hệt như tôi quý vị, thì không thể nào đụng dao kéo vô được. Đó, thì khi mà tôi bệnh lupus ban đỏ nay được 7 năm đó quý vị, bắt đầu nó biến chứng trong cơ thể của mình, nó biến chứng, nó không chịu cái túi ngực ở trong người, bắt buộc mình phải lấy ra. Mà khi lấy ra quý vị biết không, cái lần đó tôi lấy ra rất là nguy hiểm quý vị. Cái lần mà cách đây hơn một tháng mấy tôi có mổ để tôi lấy ra đó quý vị, thì chỉ duy nhất có một cái vị bác sĩ đó là giáo sư, là bác sĩ giỏi, thật là giỏi, mới dám đụng vô trong cơ thể của tôi để mà lấy ra cái túi ngực đó quý vị. Tại vì cái bệnh lupus nó biến chứng, nếu như mà tôi không lấy cái túi ngực đó ra nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của tôi, thì bắt buộc tôi phải gỡ cái túi ngực đó ra quý vị. Đó, thì nó có rất là nhiều trường hợp khi mà làm nó bị nguy hiểm. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người là cái người này là bác sĩ hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy là làm trong ngành thẩm mỹ nha quý vị. Thì chia sẻ về thực tế trong cái câu chuyện này. Đó, thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người là lời khuyên của cái người mà làm trong thẩm mỹ, là chia sẻ đến mọi người về cái vấn đề này nha quý vị. Và tôi mong rằng là tất cả các em, các bé, nhất là thay vì ví dụ như là người ta làm phẫu thuật thẩm mỹ ngực đi, thì thường đa số là những người phụ nữ người ta đã sanh con, sanh cái hết rồi, nó sẹp lép mà độ tuổi từ ba mấy đến 40 á,
người ta mới cần làm để tạo lại cái dốc dáng người ta cho nó đẹp. Còn nhất là mấy bé mới lớn, mười mấy, hai mươi mấy tuổi, tôi nói đẹp muốn chết luôn. Cái cơ thể nó rất là đẹp luôn, mà lại là có nhiều bé nó mới có 17, 18 tuổi là đi làm phẫu thuật ngực rồi, trong khi đó là cơ thể vòng một của mình nó phát triển chưa hết nữa quý vị. Là đã đi làm phẫu thuật rồi, mà trong khi đó là giờ 10 năm thay một lần, mà cho nó 20 tuổi đi thì tới năm 60 tuổi nó phải thay tới 4 lần, 5 lần luôn đó quý vị. Thì sức nào chịu nổi, nó vừa tốn tiền mà nó vừa nguy hiểm đến tính mạng của mình nữa quý vị. Cho nên phải suy nghĩ thật là kỹ. Nếu như ai làm phẫu thuật thẩm mỹ là những người người ta có chồng, có con, mà độ tuổi là gần 40 tuổi thì người ta làm, ví dụ như là 40 tuổi đi, thì họ làm có thể tới 5-60 họ gỡ ra thì họ thay túi ngực 2 lần thôi nó cũng được, không sao. Nhưng mà độ tuổi còn quá nhỏ, mới có 17-18 tuổi đi làm ngực rồi, mà không lẽ là bây giờ là phải thay tới 60 tuổi là thay tới 4 lần, 5 lần luôn, thì sức nào chịu nổi, đúng không quý vị? Thì bây giờ tôi mời tất cả mọi người cùng xem cái vị này, để họ, trong họ là làm trong ngành luôn, để họ tư vấn, để tất cả mọi người nên suy nghĩ lại mình có cần làm phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Vì á, cái đặt cái mũi cũng vậy đó quý vị. Thì khi cái mũi của mình á, là cái cấu trúc ngay chỗ cái lỗ mũi của mình á, là lấy cái sụn lỗ tai để qua. Nhưng mà ngay chỗ cái khúc này nè quý vị, cái khúc này nè, thì lại để cái sụn silicon vào. Thì cái lại cái sụn đó thì nó là nhân tạo rồi, thì chắc chắn là hạn sử dụng nó cũng chỉ có 10 năm. Thì bắt buộc 10 năm cũng phải gỡ ra. Nó không thể nào mà nó vĩnh viễn mà nó trọn đời được. Mà đa số hiện tại bây giờ là hầu như là các em là mới lớn lên chưa gì hết, cứ nghĩ thôi để dành tiền nhiêu đó, đồ có 8-90 triệu để làm cái ngực cho đẹp nhằm nhò gì. Nhưng không nghĩ rằng là nó không phải là làm một lần, nó làm rất là nhiều lần. Và mỗi lần làm nó nguy hiểm, và mỗi cơ địa của mình và mỗi năm tháng của mình nó thay đổi, trong cơ thể của mình nó sản sinh ra rất là nhiều loại bệnh, chứ không phải là mình còn sức khỏe như lúc ban đầu mình làm. Thì khi những lần sau mình làm rồi thì nó trong người mình có bệnh rồi, nó sẽ rất là nguy hiểm đến tính mạng của mình. Rồi bây giờ tôi mời tất cả mọi người cùng nghe. Muốn đi làm đẹp đúng không? Dừng lại, đừng có lướt nữa. Nói thật sự với bạn nha, đi làm đẹp nó không có bền đâu. Nói thật sự, nhiều bạn nghĩ rằng đi nâng mũi có thể sử dụng trọn đời, cắt mí có thể sử dụng trọn đời, căng da mặt hay là làm bất cứ những cái dịch vụ thẩm mỹ nào có thể sử dụng trọn đời. Tại vì các bạn không có va chạm cho nên các bạn nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi nói cho tất cả các bạn hiểu, tôi đã từng nâng mũi lại, tôi đã từng cắt mắt lại, tôi đã từng căng da mặt lại. Có rất là nhiều khách hàng làm một thời gian rồi đi làm lại, làm thời gian đi làm lại. Các bạn mà sử dụng một cái chiếc mũi mà 5-10 năm là coi như các bạn bền rồi đó. Cái thân thể con người của mình nè, nó là một cái khối sống, nó không có chấp nhận những cái gì đồ giả trên cơ thể này đâu. Các bạn sử dụng những cái đó trên cơ thể của mình, nó là một cái nét đẹp giả tạo. Nói thật sự, các bạn bỏ tiền ra các bạn mua cái giả. Tôi đã từng làm rồi hết, tôi biết. Mắt, mày, môi, miệng, mặt gì tôi làm hết rồi, tôi biết. Cho nên làm một thời gian thôi, nó đẹp một thời gian thôi, không có thể nào đẹp bền bỉ được. Quan trọng nhất là bạn cần thiết làm hay là không, có thật sự muốn làm hay không, và làm một như thế nào để cho cảm thấy cái nét đẹp đó nó hài hòa, nó cân đối. Còn cái thời gian sau này như thế nào là cái đó thời gian tính sau, không có bền đâu. Thì qua cái sự chia sẻ của cái vị bác sĩ này đó quý vị, thì thật sự mà nói rằng là làm một cái cơ thể của mình mà đưa vô một cái đồ giả nào đó thì dĩ nhiên là nó không thể nào mà nó bền được. Với hai nữa, khi mà sửa mũi đó quý vị, thì không phải là ai sửa một lần nó cũng đẹp. Có những người họ sửa, bạn của tôi ở bên Mỹ đó quý vị, sửa tới 5-6 lần luôn mũi vẫn không đẹp. Tại vì á, là khi mà mình đặt vô trong cái cơ địa mình, cái lúc đó nó đang sưng, nhưng cái lúc mà nó hết sưng rồi thì nó sẽ khác. Nhưng nói tóm lại cái vấn đề như thế này, khi mà làm thẩm mỹ đó quý vị, thì chỉ ngoại trừ ra mình quá xấu, mình quá xấu mình mới làm thẩm mỹ. Còn bây giờ cứ chạy theo cái phong trào là cái mặt của ta chành bành vậy, tôi thấy là chành bành những cũng đẹp mà quý vị, nó chành bành vậy có làm sao đâu, mà cứ đè gọt ngay chỗ này nè, gọt vô vậy, cái gọt lên vậy là hạ cái gò má đây xuống, hạ cho nó thấp xuống để cho mặt mình dài, nó thành V-line đó quý vị, thì nó rất là nguy hiểm. Trong khi đó là gọt
gọt càm á là cái xương của mình nó mài vậy nè quý vị, nó mài vậy nè, thì làm sao mà chịu được quý vị, nó rất là nguy hiểm và nó sẽ chạm tới cái dây thần kinh của mình. Mà cái cô gái trong cái vụ này đặt ngực một lần, gọt hàm một lần, hạ gò má rồi nhổ răng khôn, làm tới 4 cái vô một lần thì sức khỏe đâu chịu nổi quý vị. Với hai nữa là cái người bác sĩ đó tại sao cũng dám làm, cũng hay thiệt. Mình phải đảm bảo cái sức khỏe của mình là một. Với hai nữa là mình phải suy nghĩ cho thật là kỹ. Và ở đây là tôi là người đã từng làm thẩm mỹ rồi, cho nên tôi cho mọi người một cái lời khuyên là nếu như xác định làm thẩm mỹ, phải nhớ nha, đúng cái hạn túi ngực của nó chỉ sử dụng được có 10 năm mà thôi. Đó, thì qua cái hạn mà 10 năm đó là bắt đầu là cái túi ngực nó sẽ hết cái hạn sử dụng, nó sẽ bị cứng, nó bị chảy. Đó, thì nó sẽ gây những cái mà u sơ trong cái ngực của mình. Bắt buộc mình phải thay quý vị, mình không thay là nó sẽ làm cho cái ngực mình có thể là nó ra những cái u sơ đó, nó sẽ làm cho mình bị ung thư ngực. Đó. Còn làm mũi cũng vậy. Mũi hay ngực, bất kỳ một cái gì khi mà đặt đồ giả vô trong cơ địa của mình thì chắc chắn 10 năm phải thay. Mà hồi nãy cái vị bác sĩ này nói á, là nếu như đặt cái mũi mà vô trong cái cơ địa của mình mà nếu để tới mà 9-10 năm tức là cơ địa của mình nó hiền, nó chịu. Còn có những người mới 1-2 năm không chịu rồi, cái nó bị đột, nó bị biến chứng, rồi nó bị hoại tử, tức là nó chết cái thịt của mình ở trong đây, nó rất là nguy hiểm luôn đó quý vị. Cho nên làm thẩm mỹ phải suy nghĩ lại nó có cần thiết hay không. Ví dụ như những người mà họ làm cái túi ngực đó quý vị, thì họ làm họ cần để họ làm nghề. Cho nên ví dụ như những người mà họ muốn làm những cái ngực, họ muốn làm mũi là vì sao? Là họ cần thiết để làm. Ví dụ như họ có thể họ làm người mẫu nè, họ làm diễn viên nè, thì họ cần những cái đó, họ phải đánh đổi. Họ đánh đổi cái sức khỏe của họ để họ làm phẫu thuật thẩm mỹ. Còn nếu như mình không làm những cái đó thì tôi khuyên tất cả mọi người là nên suy nghĩ cho thật kỹ để mình quyết định làm phẫu thuật thẩm mỹ nha quý vị. Hoặc là làm ví dụ như là đã làm rồi khi mà gỡ ra thì nó sẽ không có đẹp nữa. Cho nên đối với tôi là cái thứ nhất là quan trọng là đẹp nhưng mà phải an toàn và phải có sức khỏe nữa. Cho nên tôi hy vọng qua cái bài báo này thì mọi người phải suy nghĩ cho thật là kỹ để mình chọn những cái thẩm mỹ viện nào đó nó có uy tín và bác sĩ giỏi. Và quan trọng là sức khỏe của mình nó đủ đảm bảo để mình thực hiện cái cuộc phẫu thuật đó hay không. Đó. Chứ đừng có mà bác sĩ người ta nói mình không có đủ cái sức khỏe mà mình cứ nhất quyết mình nói tôi muốn làm quá, cái chỗ này không làm cái đi tìm chỗ khác làm, là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình, nó là như vậy. Cho nên tôi mong mọi người làm đẹp hay làm bất kỳ một cái gì cũng phải đủ kiến thức để mình tìm hiểu, để cho nó vừa đẹp mà vừa an toàn cho mình nữa quý vị. Rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người về cái tin nhắn của một vị khán giả gửi đến tôi sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người, và sau đó tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về cái vấn đề về hợp tác lao động nước ngoài nha quý vị. Chị á, thì chị thương cưng cái tính nghi ngắn đàng hoàng đó. Tại vì á, cưng tính đi, những cái hạng người đó từ đây sắp tới cái clip 75 này cưng không có để ý tới, không lẽ người ta nhắn tin mình không nghe. Nghe thì nó bình nha, nó mất cái thôi, bây giờ bỏ hết thì trời cho cưng là hơn. Tại vì cưng gương mặt bà Bồ Tát, cưng hiền, cưng ở hiền cưng sẽ gặp lành. Thôi bây giờ mấy con nó ngu lắm, không biết con cá bảy màu, con cá bảy màu mua mắt chết mẹ mới có tiền mua bán chứ. Còn nó ném miệng cá bảy chầu ở trong ruộng trong đồng nó mới có con cá bảy chầu, ra chợ sao có cá bảy chầu cưng. Thôi bây giờ năm Giáp Thìn năm mới, chị Thánh Trung ở Kiên Giang không có gì hết, để chị chúc cho cưng gia đình, cả gia đình mà ngang phát tài phát đạt, sức khỏe dồi dào, cưng sẽ hết bệnh. Rồi là một hai thứ hai, tiền chạy vô tủ sắt, vàng chạy vô tiểu tủ vàng hen. Năm nay mà ngăn may mắn đó, chỉ chúc cưng cuối năm, đầu cuối năm Quý Mão, Giáp năm Bính Thìn thì cưng sẽ mà ngăn phát tài phát đạt, vợ chồng con cái cha mẹ, nhất là nhỏ cháu nội đó, cho nó mạnh giỏi, đặng cho nó sau này nó ăn học thành tài như bệnh như bà nội nó vậy đó nha. Chị Tám thì dở nó không biết nhắn tin gì, cho nhờ cháu nội nó nhắn gì thì chị nói chuyện cho cưng nghe chơi vậy thôi. Chứ cưng suy nghĩ đi, mấy cái người đó bằng cưng không? Nó lấy của người ta đi khoe chứ cưng. Phải nó hơn cưng á, nó hả nói cưng, còn nó tệ còn hơn là gì nữa. Trời hết trơn cái lớp 75 cưng luôn. Đó, bây giờ sao bây giờ chị cũng thương cưng. Đó bây giờ cưng á, đừng có nghe những cái chuyện đó mất công mệt lắm cưng ơi. Bỏ mẹ nó hết qua đi.
mình cái chuyện nào người ta cần mình cần người ta, còn người ta không cần mình thôi. Đừng có những cái chuyện sàm sàm lấp lấp để ta nhắn tin người ta nói mình không nghe cái câu câu rồi bỏ qua đi. Chị tính đi, nó coi cưng là con cá bảy màu mà, tại vì nó ngu, nó trong ruộng trong đồng nó ngu, nó không biết con cá bảy màu là có tiền mới nuôi nổi con cá bảy màu. Nó đẹp đẽ, nó trong ruộng nó có con cá bảy chầu chứ không có con cá bảy màu nghe. Gương mặt cưng hiền hậu lắm, cưng có thể cưng giúp đỡ cho những người này người kia. Chị cũng thấy giàu cưng giúp không được tiền, cưng cũng giúp lời ăn tiếng nói của người ta, đó là cũng như là xây 10 kiến chùa. Nói vậy đó, giàu cưng không có tiền bạc nhiều cũng giúp người ta, nhưng cưng giúp đời ăn tiếng nói của người ta còn hơn cưng giúp tiền người ta nữa. Đó, vậy thôi. Chị chúc cưng ngang bỏ hết trơn đi Mison ơi, bỏ hết trơn những chuyện gì đi. Mình chỉ tập trung vô trong gia đình mình, lo gia đình con cái, vợ chồng con cái, cháu nội cháu ngoại, thật khỏi lo ai hết. Vậy đó, gần mấy cái con lại con nó ngu, nó thiếu trình độ, nó thiếu giáo dục. Nếu mà nó mà được nghe cưng nói những chuyện đó, cái người mà có ăn học trình độ nó đau đầu lắm, nó không có nói gì đâu. Dùng cái đồ chú ngục, cái đồ chú ma, cái đồ trong rượu trong bưng, nó là ăn cá bể chầu rồi chứ đâu phải ăn cá bể màu đâu mà cưng lo. Thôi ăn cưng, chị thương cưng lắm Thùy Son này. Chị cưng có cho chăn vậy mà chị coi mấy cái clip cưng ghét là chị ghiền luôn. Trời ơi, cưng không quý vị, cưng quá trời quá đất luôn. Đó, khán giả của tôi đó, cứ nghe vậy thôi là cảm thấy thoải mái thôi. Em cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Bởi cho nên là những cái em mà nó muốn á, mà ví dụ như là muốn khịa em thì giống như chị đó. Đó, giờ đưa lên thì để cho cộng đồng mạng người ta tự có cái nhận xét, đúng không quý vị? Ví dụ như là bây giờ đưa lên mà để mà khịa tôi đó quý vị, thì ít nhất là ví dụ như đưa tiệm vàng của mình, còn bây giờ là mượn tiệm vàng của người khác mà đưa lên khịa để chửi tôi đó, để cho cộng đồng mạng người ta nói như vậy. Rồi vấn đề là lên chửi tôi là nói tôi là cá bảy màu. Trời ơi, đã nói rồi, cá bảy màu nó rất là có giá trị. Và có cá bảy màu là được rất là nhiều người, người ta cưng, người ta quý. Mỗi lần đi làm về là người ta cứ nhìn, tại vì cá bảy màu là người ta để vô trong một cái hũ thật là đẹp, để mà người ta để vô người ta chưng, để người ta nuôi, người ta cưng. Còn đằng này mình là cái con cá nồng nọc, chỉ nói là con cá bảy chầu. Con cá bảy chầu thì lâu quá rồi cũng không nhớ cá bảy chầu ở đằng sau. Đó, thì em ấy lại lên, tôi lên cái phần 75, tôi nói rằng là làm cỡ nào đi chăng nữa thì cá bảy màu nó vẫn đẹp hơn con cá nồng nọc. Em chỉ là con cá nồng nọc thôi. Bắt đầu là lên khịa tôi tiếp đây quý vị. Nói như vậy nè, em cần mua một bộ đồ màu hồng, một cái băng đô màu đỏ, một cái đôi dép màu xanh, một cái đôi bông tai màu tím, kèm theo cái chai nước biển. Em đốt cho miếu cô bảy yêu màu sắc, kèm bộ lo phát thanh, mong cô bảy chiếu cố cho đời con bình an. Nam mô A Di Đà Lạt, cô ăn gì thì con cúng ạ. Quá trời quá đất. Thật sự ra mà nói là tôi thì tôi không có đếm xỉa gì đến cái em mã lai này đâu quý vị. Nhưng con cái là chỉ có là tôi nhận xét, tôi nói thẳng quá, nhột, quê, nhục nữa quý vị. Bắt đầu là lên thù chỉ có mình tôi. Tại vì bây giờ là dù sao đi, bao nhiêu cái kênh YouTube đi chăng nữa đó quý vị, thì lên thì cái tiếng nói nó không có uy tín giống y hệt như tôi. Cho nên khi mà tôi đem ra tôi nói đó quý vị, thì bằng mọi cách là lên để khịa, để chửi tôi đồ này kia. Tại bây giờ vậy nè, em có làm cỡ nào đi chăng nữa, em có mua bông tai, mua băng đô màu đỏ, đây ép màu xanh đi chăng nữa, em có nhái cỡ nào đi chăng nữa, em cũng không bao giờ đẹp bằng cái con cá bảy màu như chị. Khẳng định với em luôn, đúng không quý vị? Không có bằng. Thì thường á là những cái đứa mà nó không bằng nó hay ganh tị người ta lắm quý vị. Nghe chị Tám ở Kiên Giang nói không? Chị ấy đã nói rồi, nó không bằng em, tại sao không chịu đưa ra để mà so sánh cái của mình. Mình đưa ra nhà của mình, rồi mình đưa ra gia đình của mình, mình đưa ra tài sản của mình nói người ta, chứ sao lại khỉa. Và cái vấn đề mà cá bảy màu là tôi rất là tự tin là tôi đẹp hơn em nhiều, đúng không? Cá bảy màu nó là cá kiển, còn em là cá nồng nọc, là người ta chỉ vớt người ta dục thôi, chứ không ai mà đem về để mà dòm. Tại vì cá bảy màu người ta cưng như trứng, hứng như hoa, người ta nhìn rồi người ta cho thức ăn, rồi người ta nuôi, người ta rất là cưng. Còn cá nồng nọc giống y hệt như em thì dĩ nhiên là nó thấy là cái con cá bảy màu nó đẹp quá, nó được nhiều người cưng quá, rồi bắt đầu ganh tị, bắt đầu chửi người ta là cá bảy màu. Nhưng mà thật ra mình muốn được bảy màu giống người ta mình cũng không có được, đúng không quý vị? Quá trời quá đất rồi. Trời đất cơ, phát ngôn kiểu gì, đại diện phát ngôn gì kỳ vậy? Đại diện phát ngôn để mà đi chửi lộn nè, đại diện phát ngôn để mà đi khịa nè, rồi đại diện phát ngôn để làm những cái chuyện vớ vẩn vậy hả? Ủa, trên đời này nó cũng có đại diện phát ngôn mà đi chửi lộn hay là đi khịa người khác hả ta? Nó có cái hợp đồng đại diện phát ngôn ngộ vậy?
Ví dụ như là người ta đại diện phát ngôn là người ta làm những cái việc gì đó lớn lao, chứ đại diện phát ngôn đi chửi lộn cũng có nữa ta. Còn cái người mà quỷ quyền lại đi chửi lộn đại diện phát ngôn á, là không lẽ chỉ duy nhất đó là những cái việc tầm thường như thế này mà cũng nhờ đại diện giùm á, để nói giùm á, thì chỉ ngoại trừ ra là cái người đó bị câm thôi, không có nói được, thì mới nhờ để làm một cái hợp đồng là đại diện nói giùm về cái vấn đề đó. Còn bây giờ là tôi thấy là gì, chửi lộn mà cũng đại diện nói giùm là sao ta? Ngộ thiệt, chỉ ngoại trừ ra là cái người mà làm cái hợp đồng để mà quỷ quyền lại cho mình đi nói giùm á, đi phát ngôn giùm á, là ngoại trừ ra là cái người đó bị câm thôi à. Chứ nếu bình thường không ai mà đi mà quỷ quyền cho là đại diện nói những cái ngôn từ này hết trơn đó quý vị. Còn em nói rằng là ăn cái gì để con cúng cho, này em nói lộn người rồi. Em nói lộn người rồi đó. Cái cô bảy màu này á, là người ta không có thiếu bất kỳ một cái gì. Người ta ăn lúc nào cũng no đủ, gia đình của người ta lúc nào cũng hạnh phúc, và trong cuộc sống của người ta lúc nào cũng thanh thản hết, không có cái sự trốn chui trốn nhủi giống y hệt như em, đúng không? Bây giờ cái câu này chị hỏi là em nè, em ăn gì chị cúng cho, ăn cái gì chị cúng cho, rồi buông tha chị đi. Đã nói rồi, bu vô cái chân hoài, đã nói rồi, nhả ra đi, mà cứ đẹp bu vô hoài, hình như cái chân chỉ ngon lắm sao cứ bu vô để hút riết hà, đúng không? Bây giờ em nói đi, giờ em muốn ăn cái gì chị cúng. Còn nếu như mà em muốn mà hút kiểu giống ghê hình vậy thì chị sẽ cho em nguyên một cái thau huyết của heo, được không? Cho em hút đã luôn, để cho em không có đói. Chứ có đâu mà đè cứ hút vô trong cái chân chị quá trời luôn. Trời ơi, thiệt á, quá trời quá đất luôn. Đè nói người ta, trong khi mình á là một cái đứa dứt da dứt dưỡng, đầu đường xó chợ, không có nhà cửa gì hết trơn à, mà cái đè lên khỉ người ta. Thì em đẳng cấp đó. Mấy cái fan cuồng của em vô á, đè là vô chửi tôi, thì đúng rồi, em đẳng cấp đó. Đẳng cấp đầu đường xó chợ, và nhất là đẳng cấp đi chửi lộn là không ai chửi lại em luôn. Và nhất là cái đẳng cấp cái mặt dày á, cái mặt dày mà đến nỗi mà trơ trẽn mà không có biết là nhục là cái gì á. Đó, thì đó là để dành cho em thôi. Còn tôi đâu có cái kiểu như mà giả bộ đi ra ngoài làm theo cái kiểu như tốt lành là để mà giúp đỡ, vô điều kiện mà giúp một cái người mà không có liên quan gì đến mình, chỉ thấy ở trên mạng thôi, mà giúp gần cả năm trời, rồi để bỏ con cái của mình, rồi bỏ gia đình của mình vì lý do gì? Tôi thú thật với lại tất cả quý vị á, là dù cỡ nào đi chăng nữa cũng không ai qua gia đình mình. Mình phải lo cho gia đình của mình trước, chứ không ai mà tự nhiên bỏ con cái gia đình của mình, bỏ tới 5 đứa con, bỏ gia đình để đi giúp một cái người chỉ vì thấy ở trên mạng vậy. Mà trong khi đó là hiện tại bây giờ dòm đi, ở xã hội này, cái người mà các em Mã Lai đó đến giúp đó quý vị, thì các em vô ơn đó hiện tại bây giờ có khổ không quý vị? Có khổ hơn những cái mảnh đời khác không? Mà nói là yêu thương, nếu như mà giờ đến giúp một cái hoàn cảnh khác á, nó đâu có được nổi tiếng và nó cũng đâu có một cái lợi nhuận gì ở trong đó đâu quý vị. Cho nên em bớt theo cái kiểu như là em là người thánh thiện đi. Trời đất ơi, cho nên tôi á, là tôi khưa bao giờ tôi nói là tôi thánh thiện, tôi tốt tới cỡ đó. Tôi chỉ giúp những cái hoàn cảnh nào đó trong khả năng của tôi giúp một lần đó, rồi vậy xong thôi. Còn tôi phải quay về với cuộc sống của tôi, tôi phải quay về lo cho gia đình, con cái của tôi, cha mẹ của tôi nữa, và tôi có thể đi giúp cho những cái hoàn cảnh khác nữa. Chứ đâu có thể nào mà dành riêng cho một cái hoàn cảnh này đặc biệt dữ vậy. Chỉ ngoại trừ ra là nó có một cái gì đó có lợi cho mình mới bỏ nguyên cả gia đình của mình để mà mình nhào vô mình dùng, mình nói là mình giúp người ta, chứ thật ra đâu phải quý vị. Cho nên là sao? Rồi lên là mượn cái tiệm vàng của người khác để lên khịa tôi. Rồi xong rồi cái bây giờ là hết cái gì để khịa rồi, cái quay qua cái là mua bộ đôi bông màu hồng rồi đi dép màu xanh đồ này kia hả, để cúng hả? Mấy cái đó là em cần. Chứ nhà chị là em thấy không, ở sao nguyên một cái tủ dài nó tới 100 mấy chục đôi lận đó, nó có đầy đủ luôn. Còn nếu như mà nói bông tai rồi này kia là thôi nguyên một tủ luôn, đầy nhóc, không thiếu bất kỳ một cái gì. Còn đồ màu mè thôi khỏi nói luôn, nó có rất là nhiều. Có cái là em cần không chị cho, chứ chị thấy em thiếu đó. Vì cái bản thân của em chỉ có duy nhất hai màu thôi, màu trắng với màu đen, hai màu đó duy nhất thôi hả. Giờ nói về tới cái vấn đề mà quý vị có đi du lịch Thái Lan không? Nếu ai mà có đi du lịch Thái Lan rồi thì sẽ biết về cái câu chuyện của con búp bê Kumathong, đúng không quý vị? Thì cái con Kumathong này á, là những người mà họ đàng hoàng thì không có ai sử dụng chơi cái con búp bê Kumathong này cả quý vị. Đó, mà trong khi đó là cái em Mã Lai này á, là chơi tới ba cái con Kumathong luôn quý vị, ba con búp bê Kumathong. Là tại vì sao? Là cái con Kumathong này nếu như mà ai đi Thái Lan rồi sẽ biết là cái sự tích của nó. Là khi mà cái linh hồn của những cái đứa bé đó quý vị, có những cái đứa bé thì ở chùa họ mới tụng kinh,
để cho những cái linh hồn của những đứa bé đó vào một cái con búp bê Kuma Thông đó, quý vị. Đó, thì hình như là một con Kuma Thông ở bên Thái Lan, mà cái này nó cũng là một cái cấm đó quý vị. Ở bên Thái Lan cũng cấm, mà ai mà làm nó lại dạng giống như làm lén, và phải quen biết và đặt kiểu nó mới có quý vị. Thì cái con Kuma Thông này tính ra giá của nó hình như 2.000 đô hay bao nhiêu một con Kuma Thông đó quý vị, con búp bê Kuma Thông đó. Thì cái em Mã Lai này là một cái người đàng hoàng, tại sao lại sử dụng cái con Kuma Thông mà tới 3 con búp bê Kuma Thông? Là tại vì sao? Là cái con Kuma Thông này đó quý vị, mình nuôi nó giống y như là mình nuôi một cái đứa trẻ vậy đó. Mình cho nó ăn, tới giờ mình cũng cho nó ăn, cho nó uống sữa và cho nó uống nước ngọt. Và cái con búp bê Kuma Thông này nó thích uống nhất là cái loại nước ngọt xì tin màu đỏ đó quý vị. Cho nên vì sao mà tất cả mọi người mà đi qua bên Thái Lan mà thấy cái xì tin á, cái chai xì tin mà để cúng những cái hộp mà người ta để vô, trong đó nó có cái con búp bê nhỏ nhỏ đó quý vị. Đó, thì người ta cúng cho cái con búp bê Kuma Thông đó. Mà nếu như ai mà nuôi nó thì nó coi cái người đó y như cha mẹ của nó vậy. Nó nghe lời dữ lắm. Nhưng một khi mà nó mà đã phản, nó không nghe lời mình thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên là khi mà nó nghe lời mình thì mình muốn cái gì nó cũng giúp mình hết trơn đó quý vị. Ví dụ như là con ơi, ngày hôm nay mẹ muốn bán một cái miếng đất đó, hay là mẹ muốn hại một cái người đó, hay là cái gì đó, nó sẽ là người giúp mình quý vị. Nó giống y như là chơi bùa ngải vậy đó. Cho nên cái con Kuma Thông này nó giống y như một đứa trẻ, nó nghe lời mình giống y như là cha mẹ của nó vậy. Kêu nó làm như thế nào là nó sẽ làm y hệt như vậy. Vậy thì tại sao một cái người bình thường á, khi mà kể về cái vấn đề đi du lịch Thái Lan đó quý vị, kể về cái vấn đề mà cái con Kuma Thông này á, búp bê Kuma Thông á, thì hầu như ai cũng sợ hết. Ai cũng sợ, không ai mà dám sử dụng cái con búp bê Kuma Thông đó đâu quý vị. Nhưng mà cái em Mã Lai này thì lại sử dụng tới 3 con búp bê Kuma Thông luôn. Vậy thì em ấy sử dụng cái con búp bê Kuma Thông này để làm cái gì? Vì á, trong một cái gia đình mà một cái ngôi nhà mà nuôi cái con búp bê Kuma Thông, là trong cái căn nhà đó lúc nào nó cũng có âm khí hết đó quý vị. Nó âm khí dữ lắm. Và đến giờ và phải cho nó ăn, phải về cho nó bú đồ này kia, và nói chuyện với nó y như là đứa con của mình vậy đó quý vị. Thấy ghê lắm, giống y như là chơi với người cõi âm vậy đó. Thì một cái người mà làm ăn đàng hoàng, một cái người mà không muốn hại người khác, thì không có ai nuôi cái con búp bê Kuma Thông hết quý vị. Không có ai chơi hết trơn. Mà tại sao mình lại chơi? Bởi cho nên vì lý do tại sao mà cái em Mã Lai này có rất là fan cuồng u mê. Là tại vì sao? Là tại vì chơi 3 cái con Kuma Thông như thế này thì biểu làm sao mà không có cái fan cuồng u mê quý vị. Làm sai nó cũng binh, là phạm tội nó cũng binh, làm cái gì nó cũng binh. Thì lý do tại sao mà ở bên cạnh từ trước tới bây giờ, mà đến nỗi là cái ông anh hai bị đá hất ra luôn, cái cô nha khoa kia bị đá hất ra luôn, và chỉ có duy nhất cái em vô ơn này là nghe lời cái em Mã Lai này thôi. Là vì sao? Là vì em ấy có hỗ trợ sử dụng nuôi 3 con búp bê Kuma Thông. Quá kinh khủng. Sử dụng tàn là bùa ngải không quý vị. Chơi cái đó rất là nguy hiểm. Ai mà tiếp cận cái em Mã Lai này cũng rất là nguy hiểm nha quý vị. Nếu như mà có tài sản bao nhiêu là đưa cho nó hết. Còn nếu không á, là nó kêu cái gì là phải làm theo và nghe hết theo lời của nó đó quý vị. Rất là nguy hiểm nha quý vị. Chơi Kuma Thông, ai hiểu đi rồi sẽ biết là Kuma Thông nó rất là nguy hiểm. Rồi tiếp theo cái bình luận của khán giả để lại trên cái phần 75 của tôi nha quý vị. Nói về cái em Mã Lai, nó chưa cái bỏ cái thói khịa, không biết nói ai luôn á chị Mi Sơn ơi, đọc mà mắc cười, giống như con nít thật chứ. Em nói Mã Lai, xem xong cái video 75 của chị là nó tức luôn lắm á chị, còn khịa chị dài dài. Nhưng mà thôi, chị ơi, mình khịa lại thì không có hay, cái gì cần nói thì mình nói, chứ cái loại này á là mình thua. Hồi sáng á, em lướt YouTube, em thấy cái video của con vô ơn và của vợ chồng chuột mà em không thèm coi, chờ cái clip mới của chị Mi Sơn coi một lần không có đã, bấm coi đi coi lại mới đã cái nư sao đâu á chị. Em nói bấm lại coi mà vừa làm vừa cười, giấu cái điện thoại để cấp trên thấy là la em. Dù sao đi chăng nữa thì ví dụ như cái con vô ơn không có biết điều thì anh VL và vợ chồng của chuột thấy vậy cũng khuyên răng, dù sao á thì cũng nhờ chị Mi Sơn có tiếng nói, mình phải mang ơn người ta. Còn đằng này vợ chồng của thằng chuột còn lên video khịa chị, quấn cái đầu là em biết khịa chị Mi Sơn rồi.
em cũng chẳng thèm vô coi. Cái thứ cả bọn không biết điều. Thì bây giờ là những cái trường hợp của chị thì để cho khán giả họ vô họ nhìn, họ biết em ạ. Bây giờ cái vấn đề nói là khịa qua khịa lại thấy giống y hệt như con nít. Thì đó, cái này không phải là giống tính con nít. Cái em Mã Lai không phải là tính con nít, mà cái em Mã Lai là cái tính hiếu thắng, tức là không muốn thua bất kỳ một ai. Cho nên rằng là phải hơn người ta, tức là phải nói hơn người ta mới chịu đó em. Còn nói về cái vấn đề vợ chồng của em chuột đó, thì trước đó thì tôi thấy cũng hài hài, dễ thương, tôi cũng vô tôi xem. Nhưng mà sau này tôi thấy là a vua, là không có biết đúng sai quý vị. Thật ra mà em nói là khi mà trong cái câu chuyện của cái em vô ơn á, thì nó vô ơn nó không biết, thì thay vì là cái anh vợ đờ với lại là vợ chồng của chuột á, là phải vô khuyên. Dù sao thì chị Mison cũng có tiếng nói để giúp đỡ mình, thì mình phải mang ơn. Thì bản thân của những người đó họ cũng đâu có biết mang ơn đâu mà lại khuyên cái em vô ơn em. Hiểu không? Tức là bản thân của họ vẫn là như vậy, bản thân của họ cũng sống vô ơn như vậy, thì làm sao mà họ lại đi khuyên cái em vô ơn này là phải biết cảm ơn cái người mà lên tiếng để bảo vệ mình đâu em. Cho nên là em phải dùng cái câu là cá mè một lứa, là nó giống y hệt như vậy đó em. Còn cái vấn đề ví dụ như có lên khịa chị thì cũng chả sao hết. Tại vì khán giả chị tin rằng là 100 người thì dĩ nhiên cũng phải có 60-70 người để nhìn ra cái vấn đề và những cái hành động xấu xa của họ đang làm. Chứ không thể là 100 người mà bị hết 100 người nó dẫn dắt được em. Tại vì người ta thông minh, có chỉ có một số nào đó u mê mới nghe lời của tụi nó mà thôi. Còn những người ta thông minh, người ta sẽ nhìn ra hết những cái việc làm và những hành động của tụi nó. Là những cái việc làm đó là việc làm vô ơn và sai. Tôi sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị một cái video clip ngắn thôi. Cái vị này là ai thì tôi không biết nha quý vị. Nhưng có một cái câu nói rất là hay ở trên mạng tôi muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Và cái câu nói liên quan đến là đừng ăn cháo đá bát. Thì cái chú này nói rất là hay nha quý vị. Cho nên là tôi muốn chia sẻ đến tất cả mọi người nghe để ngẫm thử coi là chú nói nó như thế nào và nó có đúng với lại cái suy nghĩ của mình hay không nha quý vị. Tại vì tùy người, có người họ ăn cháo đá bát thì họ sẽ coi cái câu nói này rất là bình thường. Còn có những người họ sống tình nghĩa, họ nghe cái câu nói này sẽ rất là thấm quý vị. Đừng ăn cháo đá bát, bạn chỉ làm được cái điều đó một lần thôi. Nghe chú bảo này, sống ở trên đời ấy, cái gì cũng có thể quên. Nhưng đừng bao giờ quên những người đã giúp bạn trong lúc khó khăn và suy sụp nhất. Nhớ về người đó không chỉ là tôn vinh họ đâu, mà là cái cách chúng ta nhớ về các cái giá trị. Nó là lòng nhân ái. Đừng ăn cháo đá bát. Chúng ta thể hiện nhớ rằng là bằng cách những lúc là mình họ, suy sụp chia nhất, sẻ thời gian những lúc và tình mà mình vô đường cùng, đúng giúp đỡ họ, thì nếu cái họ người cần, mà họ giúp đỡ nhiều, mình cũng phải bỏ đó, một chút thời gian phải nhớ. Đừng ăn cháo đá bát. Bạn chỉ làm được cái điều đó một lần thôi, cùng lắm là hai lần. Lần thứ dù ba thì đương nhiên nếu như mà mình đăng cháo đá bát một lần, cả trăm năm mà, hai lần, quyết định sống nhưng như không vậy, thể nào cuộc là ba lần sao? Và cái cuộc sống của mình nó tới gần hàng trăm năm, không lẽ suốt cuộc đời của mình là sống để ăn cháo đá bát, đúng không quý vị? Cho nên là cái câu này rất là hay, và cái câu này á là nên gửi đến cái em vô ơn quý vị. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc em ấy là nghe cũng sẽ không hiểu đâu quý vị, sẽ không hiểu. Và cho rằng là dẫn dắt đến tất cả những cái kênh YouTube hiện tại bây giờ nói tôi. Và cái người vô ơn là tôi, mà tôi không hiểu là tôi vô ơn cái gì. Không hiểu là vô ơn cái gì quý vị. Ý nói là những cái kênh đó vô nói với tôi là tôi làm YouTube để tôi kiếm tiền, là nhờ qua cái drama của cái em vô ơn này mà tôi kiếm tiền. Cho nên là tôi là phải mang ơn cái em đó, là tôi đang vô ơn với em đó. Tôi không hiểu là những cái người này và những cái suy nghĩ của người này nghĩ như thế nào mà lại là nói và có cái nhận xét như vậy, đúng không quý vị? Cho nên từ cái chỗ đó đó quý vị, từ cái chỗ đó là tất cả những cái video clip nào mà tôi nói liên quan đến cái drama của các em vô ơn này, tôi xóa sạch sành xanh quý vị. Tôi xóa sạch sành xanh hết. Ví dụ như tôi có lên tôi làm YouTube tôi kiếm tiền đi chăng nữa, tôi sẽ làm những đề tài khác. Ví dụ như là tôi chia sẻ những cái câu chuyện này lan rộng đến tất cả mọi người. Có thì tôi có thể uống ly trà, có thì tôi có thể là lấy cái số tiền đó tôi đi ăn tối cùng với lại gia đình tôi. Nhưng nó không có giải quyết được cuộc sống gia đình của tôi, tại vì tôi không cần vô trong cái tiền YouTube đó. Bây giờ là các em vô ơn đó phủ nhận về cái vấn đề tiếng nói của tôi. Tại vì cái tiếng nói của tôi góp phần đưa đến
cộng đồng để biết, để bảo vệ, để thương cho em ấy, cho hoàn cảnh của em ấy. Tôi bảo đảm và tôi khẳng định rằng tất cả những kênh YouTube khác không có một cái kênh nào để mà nói, để chạm đến cái trái tim của khán giả, để cho khán giả động lòng thương yêu mến em ấy bằng tôi nói, quý vị. Tôi dám khẳng định điều đó. Và khi mà cái tiếng nói của tôi nó lan rộng và cái view của tôi nó rất là nhiều, thì nhiều người xem, thì từ cái chỗ những người xem đó tôi mang đến cho em ấy, để cho những người đó yêu thương em ấy. Đó. Thì có phải là nhờ tiếng nói của tôi thì em ấy mới được yêu thương như vậy không? Và nếu như trong thời điểm đó không nhờ cái tiếng nói của tôi mà nhờ vào những cái kênh YouTube khác, mà chỉ là đứng quay những cái thực tế đó mà không có phân tích ra rõ ràng để cho khán giả, cộng đồng mạng hiểu rằng em ấy bị như thế nào, thì làm sao ngay thời điểm này, đến thời điểm này em ấy được nhiều người yêu thương đến như vậy? Đó là nhờ tiếng nói của tôi, quý vị. Tôi nói điển hình giống y như trong cái câu chuyện ngày hôm nay tôi chia sẻ. Thì có một cái em điện thoại cầu cứu đến tôi, là cái có ông anh của mình bị tai nạn ở bệnh viện Chợ Rẫy đó, quý vị. Thì bây giờ á, nếu như không có tiếng nói của tôi lan rộng đến tất cả những người cộng đồng mạng, không có nhờ tiếng nói của tôi lan rộng đến tất cả những mạnh thường quân, thì làm sao họ biết để mà họ giúp đỡ cái trường hợp của cái em Thịnh mà nằm trên cái bệnh viện Chợ Rẫy này, đúng không quý vị? Đó là nhờ tiếng nói của tôi lan tỏa đến cộng đồng thì người ta mới biết để chung tay để giúp đỡ. Thì qua cái câu chuyện drama của cái em vô ơn đó, nhờ tiếng nói của tôi lan tỏa đến cộng đồng thì người ta mới yêu thương em ấy. Nhờ cái sự phân tích có lý có tình của tôi thì cộng đồng mạng họ mới biết, hiểu rõ và yêu thương em ấy, đúng không quý vị? Vậy thì đừng ăn cháo đá bát. Giống y như cái lời của cái chú này nói, ăn cháo đá bát một lần, hai lần thôi, nhưng không thể có lần thứ ba. Nếu như mà mình có lần thứ ba ăn cháo đá bát thì coi như cái cuộc đời này, cái cuộc sống này mình là cái loại vứt đi rồi. Thì trong cái cuộc sống, cuộc đời của mỗi người 100 năm đó, mà nếu mình sống ăn cháo đá bát thì thử hỏi trời Phật họ có cho mình không, quý vị? Đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo quý vị, tôi sẽ chia sẻ một cái bình luận của một cái vị khán giả để lại như thế này. Mới coi bài đăng của chị, vô đọc bình luận không biết nói gì luôn. Chuyện của thiên hạ em không muốn nói tới, ai làm gì thì làm, nói chi cho khẩu nghiệp. Mà coi cái râm này, với đọc cái bài chị đăng lên, không nói cũng phải nói, Phật ở trên bàn thờ còn muốn nhảy xuống, chứ nói chi là chị. Là người phàm, nghệ sĩ mà chơi dơ như con cờ hó, đúng là lũ cờ hó hùa. Lúc lên tiếng có lợi cho nó thì nó nâng niu mình, lúc lên tiếng bóc mẻ thì nó chà đạp mình. Còn cái thằng vờ lờ nữa, bộ đụng chạm đến con mã lai là đụng chạm đến ông bà cố nội nó hay sao? Ai đạp đuôi con cờ hó của nó mà nó cứ sồn sồn lên như nước sôi đổ vô vậy? Mà nhìn cái bài đăng của chị, em ức chịu không nổi, nói chi là chị. Mẹ nó, người ta bệnh mà nó cũng không tha, hùa nhau chà đạp hoài, chừng nào người ta chết thì tụi nó mới chịu hả? Rồi tụi nó làm vậy thấy vui chưa, vui dữ chưa? Hại người coi chừng trời hại, hại người thì coi chừng trời hại lại đó. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu nha, thứ cờ hó. Mé nó, không phải chuyện của em mà em còn tức chịu không nổi. Không phải em bên chị hay là gì, chị cũng đâu có cho em cái gì, nhưng em nói công tâm thôi. Ai tốt ai xấu nó nhìn không ra sao, có mắt có óc để chưng chơi cho vui hả? Mà không biết phân biệt, chị đừng có buồn, trời cao có mắt, mình ở phải thì sẽ gặp phải chị ạ. Dù có chuyện gì, chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha chị, thương chị nhiều, cố gắng lên chị yêu. Thì phải nói là trong cái vụ mà tôi bị vừa rồi đó quý vị, thì hầu như là tất cả các kênh tấn công tôi, giống như là tôi trở thành một cái người, giống như hiện tại bây giờ là cái drama của tôi. Và tất cả các kênh đó quý vị thì đều là đưa tin của tôi. Tại vì á, nếu như mà đưa những cái tin tức khác thì nó sẽ không có view, cho nên là cứ nhắm vô tôi thôi, và làm như tôi là một cái người mà tội đồ hay là đi giành của cướp của người khác vậy đó quý vị. Mà cứ đưa lên thông tin của tôi, thậm chí là em này em nói em là người ngoài mà nghe còn tức. Thường em ấy nói là chuyện của thiên hạ không quan tâm, nhưng có một cái là khi gặp những cái người mà đang đối xử với tôi á, thì em ấy cảm thấy là không thể chịu được, nhìn người ở bên ngoài thôi, không phải là tôi, mà thấy còn ức, Phật ở trên bàn thờ còn muốn nhảy xuống. Tức là cái tức đó quý vị.
Cho nên em nói là ai tốt ai xấu nhìn ra thì chị biết, chị hiểu chứ. Thì trong đó có những người giống y hệt như em đây, em cũng nhìn ra thấy cái bộ mặt của họ như thế nào. Còn cái vấn đề mà em nói là cái anh VL là không dám đụng gì đến cái em Mã Lai, là tại vì đụng tới giống y như là đụng tới ông bà cố nội của nó, cho nên không có dám đụng tới. Thì chị nghĩ là chắc có lẽ là trong cái yêu thương mà đến của họ đó, trong nhóm bạn bè của họ, trong nhóm gọi đặt yêu thương mà đến, thì chắc có lẽ là nó có một cái gì đó mà để cho em Mã Lai này nắm rồi, cho nên là sợ đâu có dám đụng vô. Đó. Còn sẵn tiện đây là tôi cũng xin giải thích về cái vấn đề mà hai cái gậy bản quyền mà cái anh VL đánh gậy tôi đó quý vị. Là anh ấy có lên giải thích nói rằng là cái đó là hai cái kênh của ảnh là có vô network. Là khi mà vô network rồi thì được network quản lý, mà ai mà lấy những cái video clip của kênh của anh ấy là sẽ bị đánh bản quyền. Ở đây xin thưa quý vị, khi mà vô network là network về cái vấn đề nhạc thôi quý vị. Còn cái kênh á, còn cái kênh phụ kia là một cái kênh đăng đi chơi, đăng đi chơi bình thường thôi, không có vô network quý vị. Thì hỏi quý vị chứ hồi cái lúc thời điểm đó tôi đi ăn tối có anh Quốc Võ về, thì tôi đâu, thường là đi ăn tôi không bao giờ tôi cầm cái máy lên tôi quay. Chỉ có đi gia đình của tôi á, tôi làm cái chuyến hành trình của gia đình tôi thì tôi mới quay thôi. Đó, thì tôi không có quay. Thì anh ấy là có cái trợ lý đi thì anh ấy quay. Thì cái lúc mà thời điểm đó đó là tôi không có quay, cái tôi mới lên tôi lấy của YouTube này khúc, lấy của YouTube kiên khúc, tại có những cái hình ảnh nào của tôi á thì tôi lấy khúc để tôi về tôi ghép lại để tôi làm kỷ niệm thôi. Nếu như mà vô trong network mà để đánh cái bản quyền, mà đánh gậy bản quyền kênh tôi đó quý vị, thì phải đánh hồi cái lúc 4 tháng trước. Chứ tại sao để cho 4 tháng sau này mới đánh? Tại vì cái clip đó là tôi đăng hồi lúc 4 tháng trước mà quý vị. Nếu vô trong network mình vừa đăng mà giống y như cái clip nội dung của họ, họ sẽ đánh bản quyền liền ngay lập tức. Chứ đừng có nói mà chờ đăng 4 tháng sau mới đánh. Cho nên hồi cái lúc 4 tháng trước là còn chơi với nhau, là để cho. Còn bây giờ không còn chơi với nhau nữa. Ghét quá, đánh bản quyền nó là như vậy đó quý vị. Chứ không có cái vụ mà đổi thừa là bên network đánh, anh ấy không biết gì hết. Nói sai quý vị. Cho nên thôi tôi cũng chả có quan tâm về cái vấn đề đó quý vị. Rồi cái clip đó tôi cũng xóa luôn rồi quý vị. Tôi cũng không cần thiết, tôi cũng xóa luôn rồi. Nó không có đáng. Tại vì cái gọi giống như hồi cái lúc còn chơi với nhau á, thì lấy hình ảnh của nhau thì được, không sao. Cái lúc mà nghỉ chơi nhau rồi bắt đầu là chơi đánh bản quyền, cái đổi thừa nói là do network nó đánh, không có đâu quý vị. Chính bản thân của cái người đó đánh, chứ không phải là network nào đánh. Tại vì network là cái kênh lớn, là cái kênh mà bản quyền về nhạc đồ này kia. Còn cái dạng giống y như cái kênh nhỏ quay về ăn uống đi chơi đồ này kia, cái đó không có bản quyền, không có vô network gì hết đó quý vị. Đó chỉ là một cái kênh mà để mà quay những cái hình ảnh đi chơi bình thường thôi. Thôi bây giờ tôi sẽ chia sẻ về một cái bài của cái em Nha Khoa nữa. Là tôi sẽ kết thúc cái video này, tại vì á là cái đi hợp tác lao động nước ngoài mà bị lừa đảo đó quý vị. Thì tôi sẽ chia sẻ về phần 77 đi nha quý vị. Tại vì thời gian nó dài quá và nó có nhiều thứ để tôi muốn chia sẻ đến tất cả mọi người, để cho mọi người có một cái kiến thức để nhìn nhận trong cái sự việc và bà con hay dòng họ vào đó, để mình biết, để mình sau này mình không có bị lừa nha quý vị. Rồi tôi sẽ chia sẻ một cái bài của cái em này mà thật sự tôi phải nói là dai thiệt. Hầu như là tất cả đều nhắm vô tôi thì phải. Nó rất là dai quý vị. Cho nên là tôi sẽ đọc về cái bài của cái em Nha Khoa nha quý vị. Đăng như thế này nè: chú này có nổi tiếng không cả nhà, giúp người là lựa nổi tiếng mới giúp. Đó là cái cách nhìn sai về Nha Khoa rồi. Nha Khoa giúp người không có nổi tiếng, vì không nổi tiếng nên mọi người không biết đến Nha Khoa, tình cờ biết và giúp. Còn giúp người nổi tiếng là vì nhìn thấy mới giúp. Nha Khoa nhìn thấy, Nha Khoa giúp. Còn mọi người nhìn thấy nhưng không giúp, đợi Nha Khoa giúp xong rồi thì mới chỉ trích. Vậy thôi, khi thấy ai nổi thì cần giúp, mọi người ùa vô giúp luôn. Nha Khoa đi vui lắm chứ, trách móc thế này thế kia không giúp, tối ngủ có giật mình vì ngại không. Nha Khoa làm, có được nuôi con rồi, chia sẻ với những người khó khăn với mình là cái duyên để gặp. Chứ sự thật thì Nha Khoa chả ham hố vật chất gì hết, cũng bận quá có rảnh đâu mà xài. Một chút buồn nhẹ nên tâm sự nhẹ, chị Mít Nơ chửi em quá vậy chị Mít Nơ. Đã cho ai một xu nào chưa, khoe cho em với. Quá trời quá đất không quý vị. Quá trời quá đất không quý vị. Trời đất cơ. Chị nói cho em biết nè em Nha Khoa. Cái vấn đề á, là em nói á, là giúp người có nổi tiếng không, nhảy vô giúp. Chị nói đúng quá, nhột, nhảy tửng rồi phải không. Chị nói đúng nhột lắm rồi phải không. Cái vấn đề ở đây nè, em nói cái câu này nè: kiếm tiền, nuôi con, dư ra tí xíu, giúp đỡ khó khăn, đó là cái duyên.
mà tại bận quá không có rảnh, không có thời gian để xài. Ý em nói là em tiền nhiều quá, em không có thời gian để em xài tiền, cho nên là em đi giúp mọi người, thì đó là việc tốt của em. Ở đây là chị không có đem em ra so sánh, tại vì chính bản thân chị tự nhìn nhận là chị không giàu bằng em. Và chị cũng tự nhìn nhận rằng là chị không có khả năng đi lấy chồng già để có tiền được giống em. Và chính bản thân của chị là chị lớn lên, chị yêu một người đàn ông đó, chị làm và chị tạo dựng bằng hai bàn tay trắng của chị. Và chị cũng là một người phụ nữ trụ cột trong gia đình, chứ không dựa vô một cái người chồng già để có tài sản giống em. Cho nên là chị đâu có giàu bằng em, chị không có giàu bằng em. Còn có cái vấn đề mà em nói á, là bây giờ chị có giúp ai không? Bây giờ nếu như cho em là một cái người kinh doanh, em đi giúp những cái ngôi nhà này, em có lấy thương hiệu của em không? Em có lấy thương hiệu nha khoa của em ra em giúp không? Em lấy cái thương hiệu em ra em giúp, đó là em đang quảng cáo đó, chứ đâu phải không quảng cáo. Còn có vấn đề tại sao nha khoa của em mà em không thuê nghệ sĩ, em không thuê những người diễn viên, là tại vì em đủ thông minh để em biết rằng là thời điểm từ hồi cái vụ mà của chị Nguyễn Phương Hằng chỉ dạch ra, thì những người nghệ sĩ, ca sĩ bị mất lòng tin của những người khán giả. Cho nên em không có thuê những cái người đó PA quảng cáo cho cái thương hiệu nha khoa của em. Cho nên em lựa vô những cái drama nào đang nổi tiếng nhất, em nhảy vô để mà em vô em cho. Là những người mà họ không hiểu biết á, họ nhìn vô họ nói rằng là em là người tốt, em là Phật sống, nhưng mà thật ra đâu có. Thay vì phải bỏ ra 10 tỷ nhưng mà chỉ tốn tiền có 1 tỷ thôi, mà lại đẩy cái thương hiệu của mình lên quá trời khán giả, quá trời khách hàng để mà đến ủng hộ mình luôn. Đó là cái cách PR em quá thông minh đi chứ. Đó là chị đang khen em chứ đâu phải là chị nói em xấu đâu. Chị đang nói em rất là thông minh về cái cách mà để PR cho cái thương hiệu của mình. Còn nói về cái vấn đề mà tự động mà để yêu thương để mà giúp á, thì không có đâu em. Em giúp có sự lựa chọn, nói thẳng là vậy. Còn bây giờ này em nói là chị có giúp ai chưa, đem khoe lên cho em với chị Midner. Chị đâu có giàu bằng em, chị đâu có lấy chồng già giống y hệt như em để có của đâu. Thì làm sao có để mà đem ra để cho ai đâu, đúng không? Chị có cho đó, nhưng mà cái cho của chị nó nhỏ lắm. Nói thẳng vậy đi, chị không có bằng em. Chị chỉ giúp họ bằng tiếng nói nè, hoặc là chị cho họ 5-10 triệu thì đó số tiền so với em nó nhỏ lắm, nhưng mà đó cũng là công sức của chị ha. Chị đâu có so sánh với em, chị chỉ nói cái vấn đề mà em đem ra để em PR thôi. Cho nên cái thứ chị thua em rất là nhiều. Chị thua em có một cái là chị chưa bao giờ đem cái thương hiệu của mình ra để chị giúp người khác. Chị đi giúp người khác chưa bao giờ là trên cái giấy cảm ơn của cái địa phương đó đó, chưa bao giờ ghi là tiệm vàng Kim Thiện, mà chỉ cảm ơn chị Yến Thiện, chỉ cảm ơn chị Thiện thôi, chứ không có cái cảm ơn cái thương hiệu vô trong đó. Còn em, những cái ngôi nhà em cho là ở địa phương đó, họ làm một cái thư cảm ơn em là cảm ơn nha khoa của em mà, thì đó không phải là quảng cáo thương hiệu sao em? Trời đất ơi, cái đây em chỉ dành em về em nói với mấy con cá nọc nọc á thì được, chứ em đừng nói với chị, tại vì chị hiểu được ra hết cái vấn đề đó. Em đừng có lên em thách chị là chị đã cho ai được cái gì chưa. Mỗi người cái cách giúp người khác nhau. Chị đâu có nói chị giàu giống em, chị đâu có dư tiền ra, chị lo cho bản thân gia đình của chị còn không xong nữa làm sao giúp. Và cái thứ hai nữa, chị cũng đâu có đem đi giúp một cái người nào mà chị nói là chị giúp vì sự yêu thương mà đến, không có. Chị đâu có nói vậy đâu, không có nói, khác em hoàn toàn. Cho nên em đừng có đem ra so sánh với chị. Cái thứ nhất là chị làm bằng chính sức lao động của chị ha, chính sức lao động của chị. Và chị là một người phụ nữ lo cho tất cả gia đình luôn, lo cho chồng, cho con, lo cho cha mẹ, anh em. Chứ không đâu có may mắn được giống y hệt như em đâu. Trời đất ơi, may mắn được lấy đường chồng quá trời giàu, nhưng mà tuy rằng lớn tuổi nhưng mà chấp nhận đánh đổi là tại vì có của, có tiền. Cho nên nói nghe nè, bớt đi, bớt moi chị ra. Tại vì chị đừng có đem ra so sánh. Cái thứ nhất là chị đã thua em từ vòng đầu rồi, chị thua em về cái mặt kinh tế là chị không giàu bằng em. Cái thứ hai nữa, chị cũng không có hôn hơn em để mà chị chọn một cái người chồng già để lấy có của. Chị ngu hơn em ở chỗ đó luôn, không có bằng. Chị thua em mà, chứ chị có nói chị hơn em đâu. Còn về cái vấn đề mà để mà quảng bá thương hiệu mà nói là vì yêu thương mà đến, cái chiêu đó chị cũng thua em luôn. Chị đâu có bằng em đâu mà tự nhiên em kêu chị ra để so sánh chi, chị thua. Cho nên đừng có đụng gì tới chị nữa, chị không có bằng em. Em đi em khịa ai mà hơn em á. Còn chị là nó nói về cái mặt tài sản là chị cũng bằng em rồi. Về cái mặt chồng con mà giàu có để lấy chồng già để mà có tiền là chị cũng thua em luôn, chị cũng không có bằng. Cho nên đừng có đem chị ra ha. Còn chị có giúp ai, trời chị giúp nhỏ lắm, không có đem ra được, kỳ lắm, không có đưa ra khoe vậy được, nó kỳ dữ lắm em.
Thôi phần 76 thì hôm nay mình kết thúc ở đây nha quý vị. Và quay trở lại cái câu chuyện đầu tiên mà tôi chia sẻ đó quý vị, thì tôi mong tất cả mọi người bỏ một chút tình yêu thương, lá lành đùm lá rách, để mình giúp đỡ cái em mà bị tai nạn ở bệnh viện Chợ Rẫy mà em tài xế đó quý vị. Tôi có đưa cái số điện thoại của em ruột của cái người đó và số tài khoản của em ruột luôn. Thì tôi mong tất cả mọi người là mỗi người san sẻ tí xíu, nửa thùng bia hoặc là một thùng bia, hoặc có thể là một tô phở, để mà mình nhịn ăn, để mình giúp đỡ lá lành đùm lá rách nha quý vị. 50, 100 ngàn, 200 ngàn cũng được. Điện thoại thẳng trực tiếp đến gia đình hỏi thăm về cái bệnh tình của em ấy. Và cái vấn đề thứ hai nữa là mình đủ khả năng, mình cho bao nhiêu thì mình chia sẻ bấy nhiêu, để giúp cho gia đình của em ấy vượt qua khó khăn và để giúp cho em ấy để giành lại sự sống nha quý vị. Một lần nữa thì tôi xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và phần 76 ngày hôm nay thì tôi xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye. Anh nhân haseyo tame video mà anh nayo. Bye bye.